trên phim thể hiện cháu bị gãy đầu dưới xương quay này. Đó, xương quay. Đó. À, cháu Nguyễn Bá Đạt này, 11 tháng tuổi. Gãy cành tươi đầu dưới xương quay tay trái. Chỉ định ở viện là bó bột rồi, cố định. Rồi em mới bó cho cháu tầm 10 ngày cháu khỏi thôi. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu 1 tuổi rồi. Dạ, trả lời bác. 1 tháng đúng không? Đây, bác ra này. Nào. Đây, em cầm ra kia. Này, cái quần sắt áo. Không, cởi được. Không cởi được nữa. Cháu đi gáy đầu dưới xung quanh lên nồi này chị này. À không, con này xong rồi, con này. À, chịu khó nhá. Chị ở dưới đây chị. Chị sang này, chị sang đây. À xong rồi con. Hai nào ra khỏi.